Ừ, béo dữ. Ngon, ngon không tin? Ừ. Ngon. Ai cho con à? Ai gửi gà cho con? Bà nói có chuyện gà. Có ba mà nói. Chào mừng quý bà con, cô bác, quý anh chị, quý nhỏ đã trở lại với kênh Chí Xì Tinh Dừa và Xì Tinh Đen. Xì Tinh Đen thì như thường lệ Xì Tinh Đen đi chơi. Nhưng mà ở nhà có món cho Xì Tinh Đen đây. Đây, nếu mọi người đã xem clip trước thì cái clip mà nhận hàng gà với lại rau củ tươi dưới giường, dưới quê, quê nhà đem lên, quê hương Đồng Khổ. Ngay đây ai Đồng Khổ giống mình thôi. Đó, trái cây này thấy không, đã không? Này chuẩn bị đem cúng nè. Còn này làm cho chị tin này là con gà sẽ tiết kiệm để dành thời dịch mà. Khỉa là mình ăn từ từ ha. Hôm nay mình ăn cái cánh, ngày mai mình ăn cái cánh bên kia, gà rất là bự. Rồi xong mình ăn cái đùi, mình ăn cái lườn bên kia, mình ăn hợp lý. Đó. Rồi. Đây là nồi canh đu đủ hầm với thịt rất là thơm ngon bổ dưỡng. À, đây bột chiên xù đây. Ừ. À, bột tẩm khô nữa ha. Chờ. Rồi họ coi xịt đây, họ mọi người cũng coi xịt tin ăn nha. Khoái nhất là coi xịt tin ăn luôn. Biết mọi người sao cho mình khoái coi xịt tin ăn lắm. Xịt tin đặc biệt thích ăn gà. Nhưng phải ăn cánh gà mới chịu nha. Cánh gà nó giòn giòn. Ừ, chiên thịt giả gà là biết, nhưng mà cô cũng gắng ăn tại có bột chiên xù nè, nên cũng đã đỡ chứ không có bột là thua luôn. Đây rồi canh đu đủ à, tuyệt vời. Làm liền hết chưa, thấy rất là nhanh luôn ha. Vừa nhận xong là lụm liền, bao liền. Giờ Sài Gòn đói lắm mọi người ạ. Điên. Sài Gòn đói lắm. Đây, còn ăn vú chuối nè. Chờ. Đó, để lại chất gọn gàng nhìn đẹp không? Rồi chú tiếp đi. Tăng 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 tăng. Ồ, bỏ thêm hành cho nữa. Nhìn. Ừ. Em mà thơm rồi đó. Hành thấm. Giờ làm thêm món cho xì tin đen nè. Gà chiên nè. Cánh gà, cái đùi gà. Cái này nó bự quá. Ờ, đúng đúng rồi. Tại nhìn cái kia quen rồi quên. Nhìn. Hai cánh gà. Ừ. Tại nhìn cái gà công nghiệp á. Con chiến mà. Ừ. Cái này. Nãy giờ quên đùi hoài, cứ nhìn thấy cái nó bự, cái nó đùi hoài. Cái đùi của nó còn bự dữ nữa. Ừ. Ừ. Nó. U. Hải 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 vô. Này là cánh gà nha mọi người. Gà này gà tập tạ. Nên rất là đô con lực lưỡng, chỉ cái cánh thôi như cái đùi của những con gà công nghiệp à. Gà này gà vườn mà. Thấy chưa? Ừ. Ôi, đã nè. Ừ, mì lên món nha. Tăng 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 tăng. Thành phẩm sau thời gian chiên dày đặc. Đó, chúng ta đã được hai món rồi chứ à. Và kêu anh Xì Tin. Về, Xì Tin thưởng thức. Và gà này do gà tập tạ à, nên nó hơi bị dai dai. Để hồi coi sao. Đây. Wow, ngon liền. Rồi, lên cùng thưởng thức nè. Gà tập tạ. Đây, về ăn cánh gà tập tạ. Rồi, rồi, thôi. Ăn
Đó, mang khẩu trang đi vô. Lấy đồng nghề, tao nón đi vô. Nghe nói con gà tập tạ chạy về liền. Gà mới ăn gà mà. Rồi dép đâu đó quan. Nghe nói gà cái là chạy ghê chứ. Nghe nói cái gì thục hơi luôn, dẹp vô. Rồi gì ca? Cái gì nữa? Trời ơi, nói gì đúng rồi, còn cái gì nữa? Cái gì nữa? Dạ. Nóng không mẹ. Nóng quá, nóng. Trời ơi, đem bàn đồ lên. Làm gì cậu cả? Trời ơi, đem bàn lên giỏi ghê không? Nè, gắn vô. Gắn cái bàn vô. Bị gắn vô cậu cả. Cậu cả hiếu nợ tùm lum tùm lá. Cậu cả đi mượn tiền cái cụ bà không trả. Dữ dữ ăn. Ăn nè. Ừ. Từ từ đừng có đè xuống. Rồi. Nóng à. Khỏi nha. Nghe cho cha đi. Cho cha. Ăn đi cha. Ăn đi. Vậy cha ăn này mà. Dạ dạ nó chiên đi ngay. Dạ dạ đi luôn đi. Rồi sao cha ăn cái này đâu vậy? Cha cái đó. Cha cái đó đúng rồi. Cha cái đùi. Ủa cha cái cánh. Thì cái cánh nè. Đây. Cái này là cái này cái cánh phải không tên? Cánh này nè. Cái này là mới là cánh nè con. Cánh này nè. Ủa cái này mới cánh nè. Rồi tên này. Còn cái này của ai? Còn cái này của cha. Cái chân này chân của cha đi. Ăn cái gà đi. Trời ơi. Tên thì còn, còn cái này của ai tên? Còn cái này của chị. Cái này của chị nữa phải không? Ủa giết tên rồi. Ủa cái tọt cũng trống luôn hả? Rồi. Còn cái kia của ai? Cái gì bự? Ừ, béo vậy? Béo bự. Ngon, ngon không tiên? Ừ. Ngon. Ai cho con ạ? À? Ai gửi gà cho con? Bà nội có chiên gà. Có ba mà gửi. Mẹ gửi gà cho chiên đó. Gửi gà hết rồi con. Ủa sao cánh gà? Ngã rõ mà. Ăn cánh gà. Khỏe. Ừ. Dài ghê chút. Gà tập tạ. Gà này chắc phải nấu nước rồi. Dài lắm. Ừ, con thịt nè. Thấy không? Nhìn nhìn. Dạ. Mới xét cũng dành hết luôn. Ăn. Ừ, tôi đang nghe. Mẹ con nghe đây. Chào con nè. Ừ. Nè. Ngọt thiệt. Còn ngay luôn. Thì cứ ngọt á. Còn ngay. Ăn bỏ á. Ngọt kìa chú. Ngọt thật đó. Thường có gì gỗ hơn không ấy nghe được nghe gì không cà dường cái gì ngọt ngọt ghê luôn. Năm.
Ngọt không? Chào quý khán giả kênh Chí Thị Tin Dừa, bye bye nha. Nhớ like, like đăng ký kênh. 1, 2, 3. Nhớ like. Chào. Chào quý khán giả kênh Chí để video khác làm mà. Làm thêm clip à.